Võ Văn Kiệt, một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng, suốt đời vì nước, vì dân. Các bạn thân mến, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã lên tiếng trên công luận, bày tỏ quan điểm lo ngại về các dự án như nhà máy lọc dầu Dung Quất, thành phố trên sông Hồng, việc xây dựng tòa nhà Quốc hội mới và lần gần nhất là vấn đề mở rộng địa giới Hà Nội. Ông viết, thủ đô của cả nước, của cả dân tộc và cả của lịch sử không nên và không được phép đưa thủ đô làm nơi thí nghiệm cho bất cứ mục đích gì. Vậy, Võ Văn Kiệt là ai và tại sao ông lại nói như vậy? Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Một, tiểu sử của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Ông có tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, Chín Dũng, là nhà chính trị Việt Nam. Ông làm Thủ tướng Chính phủ thứ tư của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 tháng 8 năm 1991 đến ngày 25 tháng 9 năm 1997. Ông được nhiều báo chí đánh giá là người đã đẩy mạnh công cuộc đổi mới và cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986, là tổng công trình sư nhiều dự án táo bạo của thời kỳ đổi mới. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có hai đời vợ. Người vợ đầu của ông, bà Trần Kim Anh, con thứ 6 của một điền chủ, lấy nhau lúc bà 17, có ông Kiệt 27 tuổi. Bà có với ông 4 người con là Phan Chí Dũng, sinh năm 1951, Phan Hiếu Dân, sinh năm 1955, Phan Thị Ánh Hồng, sinh năm 1958 và Phan Chí Tâm, sinh năm 1966. Năm 1966, bà cùng hai con nhỏ, một trai một gái, đã thiệt mạng khi quân đội Hoa Kỳ bắn chìm tàu Thuận Phong trong một cuộc càn quét qua chiến khu Củ Chi. Võ Văn Kiệt đã muốn khi chết, cho của mình được giải xuống khúc sông mà hai người con và người vợ của mình đã mãi mãi nằm lại đó. Phan Chí Dũng, người con cả của ông thì hy sinh ngày 29 tháng 4 năm 1972 tại Sóc Trăng trong một lần đi trinh sát. Ngoài bốn người con với người vợ đầu, ông còn một người con ở miền Bắc tên là Phan Thanh Nam, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1952. Người đã thay mặt gia đình đọc lời cảm tạ trong lễ tang của ông. Mẹ của Nam là bà Hồ Thị Minh, chủ bút đầu tiên của tờ Phụ Nữ Cứu Quốc Nam Bộ. Người vợ thứ hai của ông lấy nhau năm 1984 là giáo sư tiến sĩ hóa học Phan Lương Cầm, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, từng được trao tặng giải thưởng Kovalevskaya, giải thưởng cao nhất dành cho các nhà khoa học nữ Việt Nam. Võ Văn Kiệt tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi trong phong trào thanh niên phản đế năm 1938. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 năm 1939. Trong thời gian khởi nghĩa Nam Kỳ, ông là huyện ủy viên, bí thư chi bộ tại huyện Vũng Liêm. Sau cách mạng tháng 8, khi quân đội Pháp tái chiếm Nam Kỳ, Võ Văn Kiệt là ủy viên chính trị dân quân cách mạng liên tỉnh Tây Nam Bộ. Từ năm 1946 đến năm 1954, ông là tỉnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Rạch Giá, sau đó là phó bí thư, rồi bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu. Sau Hiệp định Genève năm 1955, Võ Văn Kiệt được bầu làm ủy viên xứ ủy Nam Bộ và phó bí thư liên tỉnh ủy Hậu Giang. Từ năm 1959 đến cuối năm 1970, ông được giao trọng trách là bí thư khu ủy T4, tức khu Sài Gòn Gia Định. Ông bắt đầu được bầu vào Ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam từ Đại hội 3 năm 1960. Giữ cương vị cao, trọng trách lớn, nhưng ông Sáu Dân luôn là người sống rất chan hòa và nặng tình. Hay tin vợ con cùng hàng trăm đồng bào trên tàu Thuận Phong bị địch sát hại ngày 8 tháng 1 năm 1966, ông đau đớn lắm. Nhiều năm sau, nỗi buồn đau vẫn không nguôi được. Mỗi bữa ăn, ông đều tự tay xới một chén cơm, xò ngay ngắn đôi đũa, để trước một chiếc ghế trống cạnh mình để tưởng nhớ người vợ đã đi xa. Đi đâu, ông cũng giữ trong hành lý, luôn mang theo bên mình một bộ bà ba và một chiếc mền nhỏ của bà. Cái mền ông dùng để gối đầu ngủ hàng đêm. Mãi đến đầu những năm 1970, xuống công tác ở khu Tây Nam Bộ, vùng nước mặn, sợi quần áo mền mang theo dễ hỏng, ông mới gửi những kỷ vật ấy về quê vợ ở Rạch Giá, nhờ người nhà giữ giùm. Từ năm 1973 đến năm 1975, ông được điều về làm Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục Miền Nam. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Sáu Dân được Trung ương Cục phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc biệt trong Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn.
khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Biết Dương Văn Minh đã ra lời tuyên bố kêu gọi binh sĩ Sài Gòn hạ vũ khí để tránh đổ máu. Cả cơ quan tức tốc thu dọn đồ đạc, chạy bộ về căn cứ Lê Minh Xuân, nay thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Là những người đã hoạt động lâu năm trong nội thành Sài Gòn, thông thạo đường đi nước bước, hai đồng chí Trần Quốc Anh và Trần Văn Nhơn được ông Sáu Dân đích thân gọi đến, giao nhiệm vụ về Sài Gòn tìm xe buýt ra căn cứ đón anh em vào nội thành ngay. Chạy bộ đến xa lộ Đại Hàn, hai anh em gặp một chiếc GMC của địch nằm ngay bên đường. Trên xe có treo cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng, nhưng lái xe và chủ xe thì đã bỏ đi, chẳng thấy đâu cả. Thấy có hai anh chạy xe ôm đứng gần đó, anh Quốc Anh hỏi, mấy anh có biết lái xe không? Nghe họ bảo biết, hai anh lập tức trưng dụng ngay. Họ đưa xe quay lại căn cứ đón ông Sáu Dân và ông Nam Xuân về Sài Gòn, kịp tiếp quản. Sau đó, hai anh này còn giúp chạy thêm nhiều chuyến để đón thêm nhiều anh em cán bộ khác. Tối mịt, họ mới xin phép từ giã để về nhà. Khuya, về báo cáo lại tình hình, ông Sáu bất ngờ hỏi, mày có trả tiền cho hai anh lái xe không đấy? Trần Quốc Anh ngớ người, dạ không, không có. Ông Sáu kêu trời, người ta đi phục vụ mình cả ngày mà bảo không nhớ chuyện trả tiền là sao? Người ta làm thuê, khổ cực, phải trả tiền cho họ chứ. Anh cán bộ ngượng ngùng thưa thật, họ về mất rồi, cũng chẳng hỏi nên biết đâu mà trả. Ông Sáu ra lệnh, tìm được họ để nhờ thì cũng phải tìm được họ để trả tiền. Bữa nay chưa tìm được thì mai mốt tiếp tục tìm, dứt khoát phải trả tiền cho họ. Thuật lại câu chuyện này, cả hai ông Trần Quốc Anh và Trần Văn Nhơn vẫn còn xúc động. Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ lọt thỏm giữa vô vàn biến cố sôi động của Sài Gòn ngày đầu giải phóng. Nhỏ, nhưng đó là câu chuyện của cả một tấm lòng. Từ năm 1976, ông là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng được bầu vào Quốc hội Việt Nam khóa 6, từ sau Đại hội 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1976. Bắt đầu sang năm 1977, trên giao về thành phố lượng gạo không đủ phân phối theo tiêu chuẩn hàng tháng, phải dùng hàng vạn tấn khoai lang, khoai mì, bo bo thay cho lượng gạo tiêu chuẩn. Những lúc tình hình lương thực căng thẳng quá, ủy ban họp ngày họp đêm để tìm cách giải quyết. Đồng chí Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị dứt khoát, không để cho một người dân nào chết đói. Một hôm, Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt gọi điện mời vài người sang nhà ăn sáng để bàn chuyện gấp. Bữa ăn sáng vừa xong, ông Sáu Dân liền nói mời mọi người tới đây là để bàn tính việc chạy gạo cho 4 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình căng thẳng lắm rồi, lượng gạo dự trữ chỉ còn đủ vài ngày. Nguồn cung cấp của Bộ Lương thực hứa thì không chắc, mà thực tế là luôn trễ và thiếu hụt rất lớn. 4 triệu dân thành phố chỉ không có gạo để ăn một ngày là thảm họa. Ông Sáu Dân nói tiếp, Sở Lương thực thì có đó mà phải chịu ngồi chờ bộ, vì chỉ là cơ quan quản lý, không có cơ chế để kinh doanh. Miền Tây có gạo nhưng lại không thể mua về cho dân thành phố ăn được, và chính nông dân cũng không muốn bán theo nghĩa vụ cho nhà nước vì bị thiệt thòi quá. Cái thế kẹt, thế bí là chỗ này. Ông Sáu Dân yêu cầu mọi người góp ý tháo gỡ làm sao để nhu cầu muốn mua của người thành phố gặp được nhu cầu muốn bán của nông dân theo giá thỏa thuận. Còn cuối cùng, mức giá mua bán thế nào, Thành ủy và Ủy ban sẽ quyết định. Mọi người bàn tới bàn lui, thấy có hướng đến vựa gạo rồi nhưng lại vướng mắc nhiều rào cản. Ông Châu, ông Năm Ẩn đồng tình với bà Ba Thi, nhưng nói rõ, chiếu theo quy định thì cái nào cũng sai. Muốn gỡ tình thế nồi cơm hết gạo, chỉ còn cách phải xé rào. Cuối cuộc họp bàn quan trọng này, mọi người hiểu rõ trách nhiệm rất nặng nề. Bà Ba Thi nói với Bí thư Sáu Dân rằng với cách làm thông thoáng này sẽ thực hiện được, nhưng nếu Trung ương biết là đi tù. Ông Sáu Dân nửa thật nửa đùa mọi người, vì chạy gạo cho dân ăn mà phải đi tù thì ông sẽ mang cơm đi thăm nuôi. Và đúng như mong muốn của những người có mặt trong buổi họp, ông Sáu Dân khẳng định sẽ chịu trách nhiệm cao nhất về chủ trương vượt rào này, kể cả những việc cụ thể như quyết định mức giá thỏa thuận với nông dân. Ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị và được phân công làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 1982. Từ tháng 4 năm 1982, Võ Văn Kiệt được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Phó Chủ tịch và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng. Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 năm 1988, ông giữ vị trí quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng qua đời đột ngột. Sau đó, khi đưa ra Quốc hội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Đỗ Mười trúng cử. Do đó, Võ Văn Kiệt vẫn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 8, tháng 8 năm 1991, ông Võ Văn Kiệt được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay cho ông Đỗ Mười. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9, 1992 đến 1997, ông được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001, ông không còn giữ các chức danh trong chính phủ, nhưng vẫn được Ban chấp hành Trung ương Đảng cử làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những thư ký của ông trong thời gian này là ông Vũ Đức Đam, sau này là Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam từ năm 2013. 2. Những tháng ngày sau khi nghỉ hưu. Trong một lần gặp gỡ truyền thống tổ chức tại nhà ông Phạm Thanh Dân ở đường Minh Phụng, quận 11, chính ông Sáu đã đề xuất, sau đó đã góp tiếng nói quan trọng vào việc kiến nghị nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho ba liệt sĩ là Phạm Minh Trung, Lê Văn Tăng, Nguyễn Minh Hoàng và huân chương chiến công cho một số anh em khác. Ông cũng là người đã đứng ra vận động và giúp thực hiện việc lập bia liệt sĩ tại đường Lãnh Binh Thăng, quận 11. Đây là 12 chiến sĩ thuộc phân đội 1 An ninh vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ Bộ Chỉ huy Tiền phương Nam do ông Võ Văn Kiệt làm tư lệnh trong đợt tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968. Mùng 7 Tết năm đó, họ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và vĩnh viễn nằm lại ở nơi này. Võ Văn Kiệt là cựu lãnh đạo Việt Nam đầu tiên công khai đặt vấn đề hòa hợp, hòa giải dân tộc. Ông cũng đã có ý kiến chính thức với lãnh đạo đất nước là nên đối thoại với những người bất đồng chính kiến. Ông nói, chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng. Và về việc bầu cử đại biểu Quốc hội, ông cũng có nhận định, một Quốc hội có người tự ứng cử và được dân bầu lên một cách tự do sẽ tốt hơn là Quốc hội bây giờ. Trong những năm cuối đời, ông phát biểu ý kiến, kiến nghị với các cơ quan đảng và nhà nước nhiều hơn, từ những vấn đề trọng đại như ý kiến đóng góp với Đại hội 10, hòa hợp dân tộc, đến những kiến nghị, góp ý, phát biểu về những sự việc cụ thể như quy hoạch về thành phố dọc sông Hồng, việc xây nhà Quốc hội. Mặt khác, ông Võ Văn Kiệt cũng đề nghị nhà nước cảnh giác với những mưu đồ lợi dụng dân chủ và nhân quyền để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông cũng đã lên tiếng trên công luận, bày tỏ quan điểm lo ngại về các dự án như nhà máy lọc dầu Dung Quất, thành phố bên sông Hồng, việc xây dựng tòa nhà Quốc hội mới và lần gần nhất là về vấn đề mở rộng địa giới Hà Nội giữa tháng 5 năm 2008. Ông có ra Hà Nội để vận động dừng việc mở rộng thủ đô, nhưng ông ốm và mất vài tuần sau đó. Ông viết, thủ đô của cả nước, của cả dân tộc và cả của lịch sử, không nên và không được phép đưa thủ đô làm nơi thí nghiệm cho bất cứ mục đích gì. Bên cạnh đó, ông còn bày tỏ rõ quan điểm ủng hộ tự do báo chí đối với các tổ chức chính trị và chính quyền. Thể hiện rõ ở việc ông can thiệp vào sự kiện Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thay thế các vị trí quản lý ở báo Tuổi Trẻ nhằm cài cắm người để quản lý. 3. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và những nhận xét. Đánh giá về ông, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nói rằng anh Võ Văn Kiệt là con người rất thực tiễn, con người của công việc, miệng nói, tay làm, không hay lý luận. Nhưng khi chỉ đạo điều hành hoặc xử lý công việc với đối nội và đối ngoại, anh thể hiện nhất quán những tư tưởng, quan điểm, nguyên tắc của Đảng một cách sinh động triệt để. Giáo sư Võ Đại Lược, thành viên tổ tư vấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi nhớ về ông đã nhận định, ông Võ Văn Kiệt có một ưu điểm mà tôi đánh giá rất cao và hết sức quan trọng là rất nhạy cảm với những vấn đề của thực tiễn đặt ra. Khi đã nghe và được thuyết phục rằng phải làm như vậy mới giải quyết được vấn đề, ông ấy quyết định ngay. Nguyên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon viết về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 2008 như sau. Là một động lực quan trọng thúc đẩy cải cách kinh tế ở Việt Nam những năm 80, ông Võ Văn Kiệt đã mở đường để đất nước chuyển đổi từ đói nghèo sang một thập kỷ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục. 4. Qua đời và lễ tang. Lúc 8 giờ 40 phút ngày 11 tháng 6 năm 2008, giờ Singapore, tức 7 giờ 40 phút, cùng ngày giờ Hà Nội, Võ Văn Kiệt được xác nhận là đã qua đời ở tuổi 86, hưởng thọ 87 tuổi tại Bệnh viện Mount Elizabeth, Singapore. Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã thông báo 2 ngày quốc tang. Lễ viếng được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội, Hội trường Thống nhất, nơi đặt linh cữu của ông và trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, quê hương của ông. Có trưởng ban lễ tang nhà nước là Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ truy điệu tổ chức vào ngày 15 tháng 6.
Sau đó đến trưa cùng ngày, linh cữu của Võ Văn Kiệt được đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Cho cốt tượng trưng của ông được đốt từ di ảnh và những di vật quen thuộc của ông được rải xuống đoạn sông Sài Gòn chảy qua huyện Củ Chi, nơi vợ con ông đã bị giết hại. 5. Tặng thưởng và vinh danh. Tháng 12 năm 1997, Võ Văn Kiệt được trao tặng huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, ông còn được trao tặng nhiều huân huy chương khác và huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Ngày 22 tháng 2 năm 2009, tên của ông được đặt trong một con đường dài 23,6 km chạy từ ngã tư Bình Long cắt quốc lộ 1A trên đường Nguyễn Hoàng qua nhà máy lọc dầu Dung Quất ra cảng Dung Quất, Quảng Ngãi. Tên của ông được đặt cho rất nhiều con đường, trường học, công viên ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Các bạn vừa theo dõi Võ Văn Kiệt, một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng, suốt đời vì nước, vì dân. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.